Dạ em chào anh ạ. Đấy, em này, em có khả năng chịu được áp lực của công việc không? Giả sử như là công việc của em tăng thêm về mặt khối lượng hoặc là yêu cầu cao hơn về mặt chất lượng thì em có thể chấp nhận và đáp ứng được yêu cầu không? Được chứ, được chứ ạ. Đến người yêu cắm sừng em còn tha thứ được. Đến người yêu cắm sừng em còn tha thứ được. À, công việc đó là cái gì? Kinh đấy. À, cũng bình thường anh ạ. À, không biết là công ty mình có bao giờ chậm lương của nhân viên không anh nhỉ? À, không, tất nhiên là không rồi. Công ty anh là luôn đặt cái quyền lợi nhân viên lên hàng đầu. Thế thì may quá. À, anh xem đi. Em làm việc kiểu gì vậy? Vừa chậm tiến độ lại không đảm bảo được yêu cầu công việc. Tại áp lực anh ạ. Sao lúc phỏng vấn thì em bảo là chịu được áp lực công việc cơ mà. Thế sao lúc phỏng vấn em bảo công ty không được chậm lương? Bây giờ tháng nào cũng chậm đều, áp lực công việc em còn chịu được, áp lực chậm lương em chịu làm sao được. Em nói thật nhá, chậm kinh ấy cũng không có áp lực mà chậm lương đâu anh ạ. Không có áp lực mà chậm lương đâu anh ạ. Em nói thật đấy, mà tại anh mà, tất cả tại anh đấy. Thì thôi, cố gắng nhá. Muốn tìm việc trong ngành giáo dục, hãy vào ngay tìmviec.com.vn.